chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Quỳnh là con thứ hai trong một gia đình có ba chị em. Từ khi sinh ra, Quỳnh vốn đã gầy yếu hơn so với chúng bạn. Đến năm lớp 7, trong một lần đang học trên lớp, vì quá đau bụng khiến em phải nhập viện. Lúc đó gia đình mới ngỡ ngàng khi phát hiện bệnh tình của Quỳnh. Bác sĩ phát hiện ra là cháu bị bíu cổ nối mắt. Thế là mẹ cháu cho đi lên tuyến trên thì bác sĩ chuẩn đoán là cháu bị parado tuyển là bạch cầu. Thì cháu phải nhập viện gấp, nếu mà không nhập viện gấp thì tính mạng của cháu không giữ được. Thời gian của cháu điều trị là cũng dài lắm, mà thậm chí bây giờ là cái thuốc tuyến giáp phải uống suốt đời. Còn cái thuốc bạch cầu ấy thì gia đình mà có điều kiện ấy mà chăm tốt cho cháu thì khả năng là cháu lên. Còn không thì cháu vẫn cứ giữ mức độ là 40, trong khi tiêu chuẩn thì bác sĩ bảo là trên 80 là đạt được. Tháng trước thì cháu đi thì cháu chỉ được 40,8 thôi. Nên là bác sĩ bảo là quá là thấp. Cho cháu nhập viện thì em cũng bảo thẳng là bây giờ nếu mà cháu nhập viện thì bây giờ này cháu không có đồng nào. Nhịn ăn để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con, chạy vạy khắp nơi, hỏi vay hết người này đến người khác để mong có thêm cơ hội sống cho Quỳnh. Hơn một năm chạy chữa cho con ở viện là những ngày mà chị Luyện không thể nào quên. Sáng này em nhịn, chưa ăn xôi, thì chỉ mua bún hoặc là mua cơm cho cháu thôi. Tám hôm cháu ăn không hết thì mẹ lại ăn. Em hỏi vay nhiều nhà, rồi chứ cho nhà mày vay lấy gì cho mà giá. Đúng một câu nguyên vẹn như thế. Thế là thôi em không hỏi vay nữa. Để điều trị thì em vay mãi ngày. Bản thân chị Luyện cũng mắc bệnh u dạ dày đã 5 năm nay. Khối u nằm gần cuống thượng vị, vì thế bác sĩ khuyên nên uống thuốc để khối u thiêu dần chứ chưa nên phẫu thuật. Nhưng tiền chữa bệnh cho con còn không đủ, thì sao chị dám nghĩ đến việc mua thuốc cho mình? Bắt đầu là cháu ốm cái là thôi này, em chẳng có thuốc thang nữa. Vì đã cũng không có tiền để chữa cho mình nữa, và bây giờ chủ yếu là cứu đứa con. Không phải không có khát vọng, không phải không có ước mơ vượt khó vươn lên. Năm 2008, vợ chồng chị Luyện đã chuyển đổi 5 sào ruộng mua lại của ông bà ngoại để làm mô hình VAC. Do đồng vốn ít ỏi lại thiếu hiểu biết về làm kinh tế nên anh chị mỗi ngày mỗi thua lỗ. Đến năm 2021, chồng chị phải chuyển hướng đi lao động nước ngoài để mong thoát nghèo. Người ta đi làm thì được nhiều tiền nước trong nước ngoài đấy, nhưng chồng cô ấy đi làm cũng không có nhiều tiền đâu. Nếu có thì là không đến nỗi phải bán cả gia sản đi mà chữa cho con. Từ đầu năm giờ mới gửi về cho em được 6 triệu. Gọi điện thì em gọi độc có thuê bao cái khách không liên lạc được, em chẳng biết thế nào cả. Xoay sở đủ mọi cách nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Để có tiền trả nợ do làm ăn thua lỗ, cộng thêm tiền đi viện cho Quỳnh suốt mấy năm, chị Luyện đã bán cả nhà cửa, ruộng vườn mà vẫn không đủ. Nay bốn mẹ con phải ở nhờ dưới mái nhà cấp 4 cũ kỹ của ông bà ngoại. Rất là khó khăn và chật hẹp lắm. Khi bà tôi mà về, tất cả cái nhà này ngày Tết, 10-15 người phải nằm hết dưới đất này. Quá khổ luôn ý. Nếu nói khổ thì phải khổ nhất là thôn chúng tôi ý. Giờ đây khi sức khỏe của Quỳnh đã ổn định hơn, chị Luyện mới có thể đi làm công ty may. Mỗi ngày chị đều xin tăng ca, tháng nào cũng cố gắng đi làm đủ để được công ty thưởng chuyên cần. Chủ nhật được nghỉ, ai thuê gì chị cũng làm. Nếu không có việc, chị lại tranh thủ đi mua đồng nát. Cố gắng nhặt nhạnh lắm thì mỗi chủ nhật, chị cũng chỉ kiếm thêm được từ 80 đến 100 nghìn đồng. Số tiền này được dồn lại dành để cuối tháng mua cho Quỳnh hộp sữa hơn 400 nghìn đồng với hy vọng có thêm chất dinh dưỡng cho cô con gái gầy yếu. Cho bạn ấy là một tháng là mẹ chỉ mua cho con được một hộp thôi, là mẹ cũng không có nhiều. Thương mẹ đi làm vất vả, ba chị em Quỳnh ở nhà bảo ban nhau dọn dẹp nhà cửa, dạy nhau học để mẹ đi làm về có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bé Hiếu, em út trong nhà, vào những lúc được nghỉ học còn ra bờ ao câu cá. Đây vừa là trò chơi yêu thích của em nhưng cũng góp phần tăng nguồn dinh dưỡng cho cả gia đình. Bởi những bữa cơm chỉ có rau và nước mắm đã quá quen thuộc với những đứa trẻ trong ngôi nhà này. Cả làng này ai người ta cũng thích cái hoàn cảnh này, nó khổ lắm. Bác cứ nuôi vịt, bác cứ ở hàng xóm, bác cứ cho rồi rau quả các thứ.
không phụ sự thương yêu của mọi người xung quanh, đặc biệt là không phụ sự hy sinh vất vả của mẹ. Quỳnh luôn chăm chỉ học tập và khát khao được đến trường. Em Quỳnh là một học sinh ngoan, luôn có ý thức cố gắng phấn đấu kể cả trong học tập lẫn rèn luyện. Yếu nhưng mà trừ trường hợp là yếu quá thì em mới nghỉ thôi, còn đâu là em rất là cố gắng để tham gia các cái hoạt động học tập ở trên lớp. Em học cùng bạn Quỳnh từ hồi năm lớp 1. Trong học tập, em thấy bạn Quỳnh là người chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Tuy bạn có sức khỏe không được tốt, nhưng trong các hoạt động tập thể của trường lớp bạn vẫn tham gia. Sau hơn một năm dòng dã nằm viện, trải qua những cuộc phẫu thuật rồi các đợt truyền máu, Quỳnh càng thêm hiểu và trân quý giá trị của những ngày được đến trường, ý nghĩa của một cuộc sống được bình thường giống như chúng bạn. Các bạn của em có thể có những ước mơ thật lớn lao, xa xôi, còn ước mơ của Quỳnh lại rất đỗi bình dị và nhỏ bé. Cháu thích học môn văn nhất. Cháu ước mơ được khỏe mạnh như các bạn, với cả giúp đỡ bố mẹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin. Đến tham dự chương trình trao bổng chắp cánh ước mơ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Hưng Yên. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Chương trình còn có sự hiện diện đông đảo của các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Trung Dũng, huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị, đúng như tên gọi là chắp cánh ước mơ, chương trình đã trao học bổng cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp cho ước mơ của các em dần trở thành hiện thực. Và tiếp theo cuộc hành trình chắp cánh ước mơ ấy, hôm nay chương trình của chúng tôi lại tiếp tục đến với trường Trung học cơ sở Trung Dũng, huyện Tiên Lữ để trao học bổng cho một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em học sinh đó chính là bạn Ngô Thị Diễm Quỳnh. Cô gái nhỏ bé ấy đã chịu rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống và biết bao nhiêu đau đớn trong quá trình điều trị bệnh tật. Tuy nhiên em vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, một nghị lực và sự hiếu học hiếm có. Ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Gia đình em rất là khó khăn, bản thân em thì cũng vất vả, cũng rất là mong muốn một phần nào đó giúp em cùng gia đình thực hiện những cái trang trải nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày và vượt qua cái giai đoạn vất vả và khó khăn này. Tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao bổng cho bạn Ngô Thị Diễm Quỳnh. Thưa quý vị, trong suốt những năm học tại trường Trung học cơ sở Trung Dũng, em Ngô Thị Diễm Quỳnh luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và động viên của các thầy, các cô về mọi mặt. Trong chương trình ngày hôm nay, nhà trường cũng có một phần quà dành cho em. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Như Hiếu, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Dũng sẽ lên trao quà cho em. Về phía Hội Phụ huynh nhà trường, đại diện là ông Lê Thế Hòa, Hội trưởng Hội Phụ huynh nhà trường cũng có một phần quà dành cho bạn Ngô Thị Diễm Quỳnh. Thì được những người nhà tài trợ giúp đỡ mẹ con tôi rất chi là xúc động, dùng cái số tiền này để hàng tháng đi khám bệnh cho cháu mà chữa trị cho cháu. Thưa quý vị, khó khăn là một phần của cuộc sống, chúng ta không thể quyết định được khó khăn, điều chúng ta có thể quyết định đó chính là thái độ để đối mặt với những khó khăn. Hy vọng rằng với sự quan tâm và sẻ chia của các nhà hảo tâm, của cộng đồng thì sẽ tiếp thêm sức mạnh để cho em Quỳnh cũng như là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thêm động lực vượt khó vươn lên. Chương trình Chắp cánh ước mơ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong chương trình Chắp cánh ước mơ số tiếp theo, chúng tôi sẽ kể câu chuyện về cô học trò giàu nghị lực Phương Nguyễn Nguyệt Anh, học sinh lớp 12A14, trường Trung học Phổ thông Mỹ Hào. Bố của em bị liệt toàn thân vì tai nạn lao động. Mẹ của em phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho bố của em.
gia sản của gia đình đã phải bán sạch để có tiền thuốc thang cho bố em. Đã có lúc nghĩ sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Đã có lúc thấy cuộc sống của gia đình thật bế tắc, nhưng với sự quan tâm, động viên của thầy cô, bạn bè, đặc biệt là nghị lực vượt khó vươn lên, Nguyệt Anh vẫn nuôi dưỡng ước mơ được trở thành cô giáo để giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như các thầy, các cô đã giúp chính bản thân em. Buổi trao học bổng chắp cánh ước mơ cho em Phương Nguyễn Nguyệt Anh được tổ chức trong tháng 10. Nếu đồng cảm với câu chuyện đẹp về ước mơ của em, mong quý vị hãy dang rộng vòng tay và chia sẻ để cuộc sống của em vơi bớt những khó khăn. Chung niềm tin.